Trèo Thu vi vu miền Hạ Long, thưởng ngoạn cáp treo nữ hoàng, ghé thăm đồi mặt trời, khám phá show diễn giải cứu gây xa từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần tới hết mùng 2 tháng 10. Và muôn điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Hạ dần khép lại đón thu sang, tới ngay Sun World Hạ Long.